Ngày 31 tháng 12 năm 2019, Tổ chức Y tế Thế giới WHO được thông báo về các trường hợp viêm phổi không rõ nguyên nhân tại thành phố Vũ Hán, Trung Quốc. Ngày 7 tháng 1 năm 2020, một loại virus corona chủng mới được xác định là nguyên nhân gây bệnh. Lúc đó, virus tạm thời được đặt tên là phiên bản năm 2019 của virus corona nCoV. Tên bệnh được tạm thời đặt là bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona 2019. Hiện nay, chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi chính thức triển khai từ đầu tháng 11 năm 2021 trên toàn quốc. Tuy nhiên, trẻ em thuộc nhóm chưa được tiêm chủng rơi vào lứa tuổi tiểu học. Tỷ lệ trẻ mắc COVID-19 hiện nay vẫn thuộc số ít, đa số triệu chứng thường nhẹ. Ngày 1 tháng 12 năm 2021, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã ra công văn số 3430/SGDT-GDTH về một số hướng dẫn chuyên môn để tổ chức học tập trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Trong công văn có nêu rõ mục tiêu tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp cho phù hợp với tình hình kiểm soát dịch bệnh tại từng địa bàn theo nguyên tắc khu vực nào kiểm soát được dịch thì chủ động cho học sinh trở lại trường học tập. Duy trì củng cố chất lượng dạy học, giúp học sinh tiếp tục nắm bắt được mạch kiến thức của chương trình, nhanh chóng hòa nhập với tiến độ học tập chung. Trong công văn cũng nêu rõ về hướng dẫn tổ chức học tập trực tiếp tương ứng với cấp độ vùng dịch trong giai đoạn thí điểm từ ngày 13 tháng 12 năm 2021 đến ngày 25 tháng 12 năm 2021. Về phía trường tiểu học Lê Đức Thọ, công tác chuẩn bị để đón học sinh trở lại trường đã được thực hiện đầy đủ như sau. 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên đã được tiêm đầy đủ 3 mũi vaccine. Tất cả các phòng học, tất cả các khuôn viên trong nhà trường đều được vệ sinh hàng ngày. Phun khử khuẩn hàng tuần bằng chloramin B một lần trên tuần. Tất cả các giáo viên đã chủ động trong việc sắp xếp phòng, đồ đạc để chuẩn bị đón học sinh quay trở lại trường. Hiện nay, trường đã có 45 bình xịt nước rửa tay, 35 máy đo thân nhiệt, 60 lít cồn, 10kg chloramin B, 2.500 khẩu trang y tế, 150 khẩu trang N95, 150 kính chống giọt bắn, 10 bộ BFI bảo hộ, 200 bộ kit test có thể test được 600 mẫu. Nhà vệ sinh ở khắp các tầng lầu, mỗi tầng 2 nhà vệ sinh được trang bị xà phòng nước, xà phòng cục, máy hơ tay, 55 bồn rửa tay. Tập huấn cán bộ, giáo viên, nhân viên công tác phòng chống dịch trong tình hình mới. Tất cả các giáo viên trong nhà trường đều thực hiện bản tự đánh giá công tác an toàn trong phòng chống dịch COVID-19 đối với cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, ban hành kèm theo quyết định số 3588/QĐ-BCD ngày 15 tháng 10 năm 2021 của trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố, hoàn thiện khắc phục những điểm chưa đạt trong bản tự đánh giá. Trình ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của quận kiểm tra, thẩm định kế hoạch, phương án phòng chống dịch khi tổ chức tại trường trước khi tổ chức dạy học trực tiếp. Trong trường hợp học sinh được đi học trở lại, về phía giáo viên chủ nhiệm, đón và giao nhận học sinh tại cổng trường, thực hiện đo nhiệt độ học sinh trước khi lên lớp và hướng dẫn 100% học sinh phải rửa tay đúng cách trước khi vào lớp. Ngày đầu tiên học sinh đi học trở lại, giáo viên chủ nhiệm sẽ thực hiện tuyên truyền, giáo dục cho học sinh về nguyên nhân, hậu quả, các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Hướng dẫn học sinh rửa tay đúng cách, cách đeo khẩu trang, tuyệt đối không ăn chung, uống chung với bạn. Thực hiện tốt việc giãn cách, đảm bảo khoảng cách an toàn tối thiểu 1 mét trong và ngoài lớp học. Hạn chế nói chuyện, đùa giỡn trong khi học, giờ ra chơi, giờ ra về, thông báo thời khóa biểu đến phụ huynh và học sinh. Tổ chức chào cờ và các hoạt động giáo dục trong phạm vi lớp học. Thường xuyên giám sát học sinh trong giờ dạy. Học sinh có những triệu chứng như sốt, ho, khó thở, giáo viên chủ nhiệm sẽ ngay lập tức kịp thời đưa học sinh xuống phòng cách ly và thông báo cho ban giám hiệu để nhận sự chỉ đạo xử lý kịp thời.
Thường xuyên tạo điều kiện và nhắc nhở học sinh rửa tay đúng cách trước giờ học, sau khi đi vệ sinh và sau giờ chơi. Nhắc nhở học sinh uống đủ nước, mở cửa sổ thông thoáng tất cả các lớp học, không mở máy lạnh và đảm bảo 100% học sinh được đo thân nhiệt 2 lần trên một buổi. Giáo viên cũng không tự ý cho học sinh uống thuốc. Nếu phụ huynh học sinh gửi thuốc hoặc cho học sinh tự mang thuốc theo để uống, đề nghị liên hệ nhân viên y tế để được ghi nhận vào sổ và hướng dẫn cụ thể. Khi kết thúc buổi học, thực hiện nghiêm việc giãn cách khi ra khỏi cổng trường, nhắc nhở học sinh luôn đeo khẩu trang trên đường về nhà. Thực hiện lau khử khuẩn lớp học như sàn nhà, bàn ghế học sinh, bàn ghế giáo viên, tay nắm cửa, các vật dụng bằng nước xà ven để chuẩn bị cho những buổi học tiếp theo. Thường xuyên cập nhật tình hình trước, trong và sau thời gian đến trường của học sinh, trong tổ chuyên môn, trong các bộ phận liên quan, để kịp thời báo cáo với lãnh đạo nhà trường những trường hợp phát sinh theo quy định. Hai, về nhiệm vụ của giáo viên bộ môn và tổng phụ trách. Giáo viên bộ môn và tổng phụ trách sẽ hỗ trợ các công tác trực. Các giáo viên bộ môn sẽ thường xuyên quan sát, hỏi thăm tình hình sức khỏe của học sinh để kịp thời phát hiện những biểu hiện bất thường của các con, cập nhật sổ theo dõi tại lớp khi có bất thường, đồng thời báo cáo về nhà trường. Thường xuyên giám sát học sinh trong giờ dạy, đảm bảo việc giãn cách. Học sinh có những triệu chứng như sốt hoặc khó thở, giáo viên sẽ kịp thời đưa ngay xuống phòng cách ly. Hỗ trợ giáo viên chủ nhiệm trong công tác giám sát học sinh vào giờ ra chơi, tập trung giờ đầu giờ và giờ ra về. Thường xuyên tạo điều kiện và nhắc nhở học sinh rửa tay đúng cách, uống đủ nước. Hỗ trợ cho tổ bảo vệ đảm bảo tất cả các cán bộ giáo viên, nhân viên và phụ huynh vào trường phải đảm bảo kiểm tra thân nhiệt đầy đủ. 3. Nhân viên y tế. Chuẩn bị đầy đủ các phương tiện, phòng, trang thiết bị y tế, thuốc men, hóa chất khử khuẩn, nước rửa tay nhanh, xà phòng, khẩu trang, găng tay. Kiểm tra và chuẩn bị phòng cách ly theo đúng quy định. Trực y tế, cập nhật tình hình sức khỏe toàn trường hàng ngày. Nhân viên y tế nhà trường đảm bảo giờ trực, khi tiếp xúc kiểm tra sức khỏe cho học sinh sẽ sử dụng bao tay y tế, khẩu trang, trang phục y tế, thường xuyên sát khuẩn để tránh lây nhiễm. Đảm bảo đầy đủ hồ sơ theo dõi tình hình và ghi lại cụ thể cách xử lý từng trường hợp và báo cáo thường xuyên về ban giám hiệu của nhà trường sau mỗi tiếng trong ngày. Thường xuyên giám sát tình hình của học sinh, cán bộ giáo viên nhân viên trường và trực tiếp xử lý các trường hợp liên quan đến sức khỏe của học sinh. Kết hợp với tổng phụ trách, tuyên truyền tới học sinh, giáo viên, nhân viên về các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, pha hóa chất khử khuẩn và cấp phát cho các lớp khi thực hiện khử khuẩn, kiểm tra, giám sát công tác vệ sinh, khử khuẩn, giãn cách của học sinh. Sau mỗi buổi học, rà soát và bổ sung kịp thời nước sát khuẩn, xà phòng và các vật dụng khác để chuẩn bị cho buổi học tiếp theo. Xử lý các trường hợp có biểu hiện ho, sốt, khó thở hoặc nghi ngờ mắc COVID-19 trong trường. 4. Nhân viên văn thư. Thực hiện nắm tình hình cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh toàn trường, kịp thời cập nhật đầy đủ số liệu, thực hiện báo cáo nhanh và hỗ trợ nhân viên y tế trong công tác theo dõi, cập nhật tình hình sức khỏe của học sinh. 5. Nhân viên bảo vệ. 6 giờ 15 phút sáng, mở cổng trường. Nhân viên bảo vệ sẽ đeo khẩu trang đúng cách, kết hợp cùng với giáo viên, nhân viên trực, hướng dẫn học sinh vào trường theo luồng đã được phân sẵn, tránh ùn tắc trước cổng trường. Trong trường hợp cả trường đi học thì sẽ bố trí học sinh đến trường theo mỗi khung giờ riêng biệt, đo thân nhiệt cho học sinh, đảm bảo khoảng cách giãn cách khoảng từ 1,5 đến 2 mét. Quan sát học sinh khi vào trường, kiểm tra biểu hiện của học sinh như sốt, ho, cảm, không cho học sinh ra khỏi trường trong giờ học. Khi kết thúc mỗi buổi học, kết hợp với giáo viên trực, hướng dẫn học sinh đi ra khỏi cổng trường, đeo khẩu trang trên đường về nhà. Thực hiện đo thân nhiệt, hướng dẫn khách khử khuẩn tay, nhắc nhở đeo khẩu trang, quét mã. Báo cáo về lãnh đạo nhà trường, những trường hợp nằm ngoài quy định. 6. Nhân viên phục vụ. Vệ sinh khử khuẩn trong các phòng học, bàn ghế, bề mặt các vật dụng học sinh tiếp xúc sau mỗi buổi học. Thứ 6 hàng tuần, vệ sinh chloramin B ở tất cả các phòng và các khu vực rửa tay, nhà vệ sinh, cầu thang. Chuẩn bị đủ xà phòng rửa tay cho học sinh tại các khu vực. Tăng cường kiểm soát vệ sinh lại tất cả các nhà vệ sinh, bồn rửa tay dưới sân trường, khu vực bán trú, lớp học, các phòng chức năng, căng tin, tăng cường xà phòng sát khuẩn, nước rửa tay cho học sinh. Đảm bảo khâu vệ sinh ở các nhà vệ sinh và khu hiệu bộ. Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm vệ sinh, lau chùi khử khuẩn ở các bề mặt thường xuyên, tiếp xúc như tay nắm cửa, tay vịn cầu thang,
khu vực rửa tay, mặt bàn ghế, nền phòng học. Tất cả các nhân viên phải đảm bảo thường xuyên rửa tay đúng cách và đeo khẩu trang trong suốt thời gian làm việc. Thay khẩu trang do trường phát 3 giờ một lần. Phụ huynh học sinh không cho học sinh đến trường khi đang trong thời gian cách ly tại nhà theo yêu cầu của cơ quan y tế. Phụ huynh học sinh có nhiệm vụ đo thân nhiệt cho học sinh trước khi đến trường. Nếu thấy con mình có biểu hiện sốt, ho, khó thở thì phải cho nghỉ ở nhà, thông tin ngay cho nhà trường, đồng thời đưa đến các cơ sở y tế để được khám và chữa trị. Nhắc nhở con em mình đi học đúng giờ, không đi quá sớm, cần đi theo khung giờ nhà trường đã quy định, đeo khẩu trang theo đúng quy định, không dùng chung đồ cá nhân, thực hiện thường xuyên rửa tay bằng xà phòng. 8. Đối với học sinh, thực hiện nghiêm túc những quy định về phòng chống dịch bệnh như ăn uống hợp vệ sinh, tích cực tập thể dục thể thao, vệ sinh cá nhân, đeo khẩu trang đúng cách, đeo khẩu trang trong lớp, trên đường đến trường, trên đường từ trường về nhà và nơi công cộng. Thường xuyên rửa tay bằng nước sạch và xà phòng khử khuẩn bằng dung dịch sát khuẩn nhanh theo các bước trước khi vào học. Sau giờ ra chơi, trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh, che mũi, miệng khi ho hoặc hắt hơi bằng khăn giấy, khăn vải hoặc khuỷu tay áo, không khạc nhổ bừa bãi, bỏ rác, khẩu trang nếu có vào thùng rác theo quy định. Không dùng chung đồ dùng cá nhân như cốc, chai nước, khăn tay nên sử dụng bình nước uống riêng. Khi có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như ho, sốt, khó thở, phải thông báo cho nhà trường, các thầy giáo, cô chú nhân viên nếu cần và thực hiện các biện pháp y tế. Đối với các trường hợp có biểu hiện sốt, ho, khó thở, nhà trường đã thực hiện phương án kiểm soát dịch COVID-19, đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên, người lao động tại cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông, được ban hành kèm theo công văn số 9038 SITNVI ngày 3 tháng 12 năm 2021 của Sở Y tế. Tình huống 1. Hướng dẫn phụ huynh, học sinh đến trường, vào lớp. Hướng dẫn phụ huynh rời khỏi cổng trường nhanh chóng, tránh gây ùn tắc. Trong trường hợp học sinh, phụ huynh học sinh tập trung đông cùng một thời điểm, giáo viên được điều động nhắc nhở bằng loa yêu cầu phụ huynh và học sinh đảm bảo việc giãn cách theo quy định. Hướng dẫn học sinh vào trường đảm bảo công tác phòng chống dịch. Cụ thể, nhà trường phân luồng, kẻ phân chia khoảng cách theo vạch sơn. Mỗi hàng bố trí thầy cô phụ trách đo thân nhiệt. Hướng dẫn học sinh đi theo hàng, theo luồng lên lớp học, tránh tình huống học sinh tập trung quá đông tại sân trường. Nếu tại cổng trường phát hiện học sinh có nhiệt độ từ 37,5 độ C, đo lại 3 lần đều có nhiệt độ từ 37,5 độ thì giáo viên, nhân viên đo thân nhiệt liên hệ tổ an toàn COVID-19 của nhà trường. Hướng dẫn và đưa học sinh vào phòng cách ly tạm thời. Nếu sau khi nghỉ ngơi, thân nhiệt học sinh trở lại trạng thái bình thường, từ 36,5 đến 37,1 độ C, và không có yếu tố dịch tễ COVID-19, thì hướng dẫn học sinh lên lớp. Sau khi nghỉ ngơi, thân nhiệt học sinh vẫn cao hơn bình thường, từ 37,5 độ C trở lên, và kết quả điều tra không có yếu tố dịch tễ, thông báo gia đình đón học sinh về nhà. Trường hợp sau khi nghỉ ngơi, thân nhiệt học sinh vẫn cao hơn bình thường, trên 37,5 độ C và có yếu tố dịch tễ COVID-19, nhân viên báo ban giám hiệu và đội phản ứng nhanh của trung tâm y tế phường đến xử lý, đồng thời tiến hành công tác khử khuẩn những nơi học sinh đã tiếp xúc. Tình huống 2. Hướng dẫn học sinh trong quá trình học tập tại các lớp. Đầu giờ và cuối giờ học, giáo viên kiểm tra thân nhiệt của mỗi em học sinh và ghi vào sổ nhật ký theo dõi sức khỏe trước khi ra về. Học sinh luôn đeo khẩu trang khi đến trường và không bỏ khẩu trang trong suốt thời gian đi học cho đến khi về đến nhà. Nếu học sinh ho, sốt, giáo viên chủ nhiệm báo cho tổ an toàn COVID-19 của nhà trường và ban giám hiệu để xin phép nghỉ học không đến trường. Tình huống 3. Xử lý các tình huống khi phát hiện F0 tại trường. Bước 1. Trường hợp phát hiện học sinh nghi mắc COVID-19, giáo viên chủ nhiệm thông báo ngay cho tổ an toàn COVID-19 của nhà trường.
Y tế trường chuyển học sinh nghi ngờ mắc bệnh đến phòng cách ly tạm thời. Bước 2. Thông báo ngay cho phụ huynh để phối hợp xử lý. Thực hiện lấy mẫu xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 cho người có triệu chứng nghi nhiễm. Bước 3. Thông báo ngay đến trạm y tế phường để phối hợp triển khai các biện pháp phòng chống dịch. Nếu F0 có dấu hiệu suy hô hấp, thở nhanh hoặc khó thở, nhà trường liên hệ và chuyển F0 đến bệnh viện COVID-19 trên cùng địa bàn, hoặc chuyển đến bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 gần nhất bằng xe cấp cứu. Nếu F0 không có triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ, nhà trường tư vấn, hướng dẫn phụ huynh đưa học sinh về nhà để được trạm y tế địa phương nơi cư trú tiếp cận xử lý theo quy định. Bước 4. Tạm ngưng ngay tiết học để vệ sinh khử khuẩn lớp học và xét nghiệm kiểm tra cho toàn bộ học sinh, giáo viên có mặt trong lớp, bằng xét nghiệm nhanh kháng nguyên, mẫu gộp không quá 3 người. Các lớp học khác hoạt động bình thường. Sau đó, tiếp tục theo dõi F1, bao gồm tất cả học sinh, giáo viên trong cùng lớp học với F0, đã có kết quả xét nghiệm âm tính. Nếu trong cùng một ngày, phát hiện từ 2 trường hợp F0 trở lên ở 2 lớp học khác nhau, tổ chức ngay việc xét nghiệm tầm soát theo quy mô sau. 2 lớp ở cùng tầng, xét nghiệm kiểm tra cho học sinh, giáo viên của tất cả các lớp học trên cùng tầng. 2 lớp ở khác tầng, cùng khối nhà, xét nghiệm kiểm tra cho học sinh, giáo viên của tất cả các lớp học trong cùng khối nhà. 2 lớp ở khác khối nhà, nếu có mối liên hệ dịch tễ thì xét nghiệm kiểm tra cho toàn bộ học sinh, giáo viên của trường. Nếu không có mối liên hệ dịch tễ thì chỉ xử lý theo lớp học. Bên cạnh phương án nhà trường đã chuẩn bị, phụ huynh phải phối hợp quan tâm và theo dõi sức khỏe của con hàng ngày. Trước khi đến trường, phụ huynh đo thân nhiệt, sát khuẩn tay đối với học sinh trước khi vào trường. Khi có học sinh nghỉ học vì nhiễm COVID-19, phụ huynh thông báo cho cô giáo chủ nhiệm. Khi đó, lớp tiến hành xác định những em trong có tiếp xúc gần để đánh giá nguy cơ, đồng thời báo cáo ban giám hiệu để xử lý. Tình huống 4. Hướng dẫn học sinh ra về khi kết thúc buổi học. Khi học sinh ra khỏi lớp, ra về theo cầu thang và lối ra cổng theo quy định như lúc vào trường. Nhắc nhở học sinh giữ khoảng cách, hạn chế tiếp xúc khi không thực sự cần thiết. Vệ sinh, khử khuẩn phòng học sạch sẽ sau mỗi buổi học. Hướng dẫn học sinh ra khỏi cổng trường theo phân luồng đã quy định.